Tối qua, Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 chính thức khai mạc tại quảng trường Sun World, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lễ khai mạc gồm 3 trường, Khát vọng Việt Nam, Hội tụ và Lan tỏa, Vì một Việt Nam cường thịnh. Trong đó, các tiết mục nghệ thuật tập trung khắc họa khí chất, năng động, sáng tạo, hào sảng, văn minh, thân thiện của con người Quảng Ninh đang vươn mình mạnh mẽ, mở rộng vòng tay chào đón 4 phương hội tụ. Đoàn thể thao Nghệ An tham dự Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 với gần 200 vận động viên thi đấu ở 20 môn và quyết tâm đạt thành tích xếp thứ 15 đến 17 toàn đoàn. Tại lễ khai mạc, ngọn lửa thiêng của đại hội lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh được 9 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước vào quảng trường, thắp sáng đài lửa. Kỳ đại hội này được đánh giá là kỳ đại hội quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 10.000 vận động viên tranh tài ở 43 môn thi đấu với 900 bộ huy chương.